À, em Thảo Hoa Lan xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn ạ. Ngày hôm nay là ngày mùng 6 tháng 11 đúng không ạ? Hôm nay mùng 6 hay mùng 7 nhỉ? Mùng 5. Phải không? Không có mùng 4 mà. Xàm lắm quý ạ. Xin chào cả nhà. Cô chú anh chị đi qua gặp Thảo livestream hãy cho Thảo xin một dấu chấm, một lời chào, một chia sẻ nhá. Và trước khi đợi chờ các bạn đông đông chút xíu, Thảo sẽ giới thiệu Hoa Lan thì Thảo sẽ pha diệp lục đợi các bạn đã. À cả nhà, khi mà chúng ta pha diệp lục ấy thì sẽ không khuấy đâu nhá cả nhà nhá, sẽ không dùng thìa khuấy đâu ạ. Và khi mà mình ăn sữa chua ấy thì mọi người hãy để lại cái thìa này. Đấy, để cái thìa này mỗi lần mình sẽ múc vào một nửa thìa vào trong cái bình khoảng tầm 500ml như này. Tiền anh em còn trăm dưới nữa. Anh em mình mới về 100. Xin chào cả nhà. Alo ạ. Hả? Bà gọi mua đồ chưa? Mua nạp. Tháng này nạp tấm nửa tiền điện thoại nữa. Anh tên là gì? Rồi rồi, ok anh. Dạ dạ. Xin chào cả nhà. À, có anh nào đang đăng đơn của Bùi Văn Quý không? Có, đây ạ. Tôi cũng là học vui đấy. Hà, xin chào cả nhà nha. Bạn đang xem đấy, diệp lục đang tan này, chưa lắp kỹ. Xin chào mọi người. Uống diệp lục sẽ giúp mình là thải độc tố máu này, sẽ giúp mình thanh lọc cơ thể. Giống như là khi mà chúng ta ăn rau xanh mỗi ngày ấy, thì là cái da của chúng ta sẽ đẹp ấy. Và cái tình trạng ví dụ như là những cái bạn nào nhà có trẻ con hay bị táo bón, hoặc là người lớn hay bị táo bón ấy, thì khi chúng ta uống cái diệp lục này vào thì sẽ hết táo bón này, đó, sẽ da dẻ nó sẽ đẹp hơn. Và thứ hai nữa đó chính là những cái bạn nào mà bị thiếu máu hoặc là ngồi văn phòng nhiều ấy, giống như Thảo đấy ạ. Thảo hay ngồi nhiều mà đứng lên ngồi xuống, cái đợt trước thì hay bị đau đầu chóng mặt ấy, thì bây giờ khi mình uống diệp lục một thời gian ấy thì là mình sẽ không bị đau đầu chóng mặt nữa. Đó. Và nói chung là cái này ấy, hoặc là đi uống rượu nhá, Thảo uống rượu ra siêu, bởi vì Thảo uống diệp lục xong rồi Thảo mới đi uống rượu. Chả thấy cái say gì hết mà đến lúc mình sáng dậy ấy thì nó lại không bị đau đầu nhá. Uống diệp lục này nó cái chất xơ ở trong cái diệp lục này nó sẽ giúp mình là quét cái chất cồn đi ra khỏi cái cơ thể của mình, thì sẽ làm cho cái cơ thể của mình. Xin chào người đẹp núi rừng, em xin chào anh Hoàng Hải, xin chào anh Cường Nguyễn, xin chào Phong Trần này, xin chào Hồng Kông, xin chào anh Sơn Phạm này, xin chào Hà Huệ, xin chào Lan Rừng Hải Hậu này, xin chào Đinh Huế, xin chào anh Nguyễn Quang, Nguyễn Bình, xin chào Hoàng Lục Bình nhé. Thảo xin chào cả nhà mình ạ. Nó màu xanh đấy, thực ra là màu xanh đấy. Đây Thảo quay đằng sau cho cả nhà xem. Thôi Thảo sẽ quay đi quay hàng đây. Bạn nào mà muốn mua cái diệp lục và tìm hiểu cái diệp lục này ấy, thì hãy ấn vào cái fanpage, cái đường link trên cái caption mà Thảo ghi nhá, hoặc là gọi điện trực tiếp cho Thảo luôn. Và Thảo sẽ quay hàng Hoa Lan đấy ạ. Đây này. Hoặc là dùng cái bộ diệp lục để đắp mặt ấy, thì da của chúng ta sẽ lỗ chân lông sẽ se khít và có rất là nhiều cái nữa, nó sẽ rất là tốt này. Đây là những cái đơn hàng trong buổi sáng ngày hôm nay này. Gia đình em đang đóng hàng gửi cho cả nhà đây. Đây là những cái đơn hàng trong buổi sáng này. Đó, rất là nhiều đúng không ạ? Đây là còn đang đông và đơn thì còn một đống ở bên đơn bên kia nữa. Nên là đóng sẽ thêm rất là nhiều nữa. Đó, anh Tuấn Trần, quay hàng đi Thảo. Ok anh. Bây giờ thì Thảo sẽ quay hàng luôn nhá. Đầu tiên đây ạ, đây chính là mạc xuân hay còn gọi là mạc quân tử. Cái dòng địa lan thuần rất là dễ đấy ạ. Gia đình em bán là 150.000 một cân.
Và tiếp theo ạ, do gia đình em đang đóng hàng nên là hàng nó hơi lộn xộn thì cô chú anh chị thông cảm cho em nhé. Đầu tiên đây ạ, thứ hai đây chính là vẩy rồng này. Vẩy rồng ngày hôm nay thì rất là to và cũng rất là xanh đúng không ạ? Đối với vẩy rồng hoa màu vàng, họng màu vàng đậm rất là đẹp đúng không nào? Em bán là 150.000 một cân. Và bên này đây chính là hoàng lạp đấy ạ. Hôm nay nhà em toàn những cái hàng dê đẹp luôn nhá. Và em bán giao lưu với cả nhà giá 150.000 một cân. Hoàng lạp cả nhà ơi, hoàng lạp đấy ạ. Đó. Nếu mà cô chú anh chị nào mà chưa có cho mình những cái giò hoa lan thì muốn sưu tầm cho mình những cây lan đẹp, những giò lan khỏe thì hãy xem video của em nhá. Và bây giờ em sẽ quay tiếp theo đây. Và tiếp theo đây chính là dáng hương đuôi chồn. Nhà em bán là 300.000 một cân ạ. Hàng nhỡ thì em đã bán hết rồi, bây giờ chỉ còn hàng to thôi ạ, 300.000 một cân. Thứ hai là thứ tiếp theo đó chính là ngọc thạch ba màu hay còn gọi là ngọc thạch Lào. Hoa của nó là hoa hai màu đúng không ạ? Nếu mà cô chú anh chị chưa biết đến cái mặt hoa của nó gồm có màu vàng và màu trắng. Và cái thân của nó vốn dĩ là màu vàng nhé cả nhà nhé, không phải là nó bị làm sao đâu ạ, mà hoa của nó là màu vàng, đầu tiên là màu vàng luôn. Em bán 180.000 một cân. Hạc vĩ hoa màu hồng phấn hoặc là màu hơi xanh. Gia đình em bán 180.000 một cân ạ. Hạc vĩ Lào nhá, dòng hoa rất là sai hoa và cũng rất là khỏe nữa. Và tiếp theo em xin giao lưu với mọi người, đây chính là kim long tu xuân. Một cái dòng hoa thuần rất là dễ và cũng được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích, bởi vì cái vẻ đẹp hoa rất là đẹp luôn. Đây gia đình em bán giao lưu. Ngày hôm nay trên Facebook của em bán là 300.000 một cân ạ. Nếu mà cô chú anh chị chia sẻ video thì khi mà mua hàng thì Thảo sẽ bán giá ưu đãi nhé. Thảo xinh thế nhìn cute lắm. Em cảm ơn anh Jordan Lan Rừng nha. Xin chào anh Khiêm Minh ạ. Xin chào anh Khải Giao Giao ạ. Xin chào Dương Đạt nhá. Xin chào Ngư Hà nha. Và tiếp theo đây là dáng hương tam bảo sắc. Một cái dòng hoa duy nhất có 3 màu là màu vàng, màu trắng, màu tím phớt ở ngoài cánh đúng không ạ? Hoa thì rất là thơm và một cái dòng dáng hương thuần thì rất là dễ luôn. Gia đình em bán với giá chỉ có là 200.000 một cân, hôm nay em bán giảm giá luôn. Và bên trên này đây chính là địa lan hồng hoàng, một cái dòng hoa dòng địa lan cũng được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích. Hoa của nó thì hơi đỏ đỏ, hơi giống với hoa trần mộng xuân đúng không ạ? Hoa này thì em bán là 150.000 một cân ạ, 150.000 một cân nhé cả nhà nhé. Và tiếp theo đây chính là hoàng phi hạc, một cái dòng hoa cũng được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích. Nếu mà cô chú anh chị chưa biết đến cái mặt bông thì hãy inbox trực tiếp vào Facebook tên là Chu Thảo hoặc là Zalo của em theo số điện thoại là 0965495087. Em sẽ gửi những cái mặt bông cho cả nhà xem ạ. Hoàng phi hạc em bán 200.000 một cân. Dáng hương cẩm báo em bán 350.000 một cân thôi ạ. Dáng hương cẩm báo hàng lá xếp 80% luôn ạ. Dòng dáng hương cẩm báo này thì thuần rất là dễ đó. Thuần dễ đó. Đó. Và tiếp theo đây chính là long tu đá tím. Nhà em thì đang đông hàng nên nó hơi cong queo một chút. Đây, long tu đá tím gia đình em bán giá là 300.000 một cân. Em có hàng thuần anh nhá. Em có dáng hương tam bảo sắc này. Có hạc vĩ thuần này. Cáo. Kiếm, lát nữa em sẽ quay đến. Và đây là chuỗi ngọc gia đình em bán. Gia đình em bán là 230.000 một cân chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc là một cái hoa đây ạ. Nó từng hạt luôn đấy ạ. Đó. Rất là đẹp luôn đúng không ạ, này, từng hạt luôn. Và tiếp theo đây chính là sơn thủy tiên này. Đối với sơn thủy tiên gia đình em bán với giá là 250.000 một cân. Địa lan cách trồng dễ không thảo. Đối với dòng địa lan thì anh chị có thể trồng vào là sơ dừa vỏ thông trộn với một ít giớ là chúng ta có thể trồng được ạ. Trồng dễ mà, trồng giống như những cái dòng lan khác thôi. Hoặc là nếu mà chúng ta mà không có không có vỏ thông ấy thì chúng ta có thể trộn giớn. Trộn giớn này. Sơ dừa là trồng là được nhá. Và tiên hài đây ạ, một cái dòng tiên hài gia đình em bán. Xin chào anh Đức Trung ạ. Tiên hài em bán ngày hôm nay chỉ có 95.000 một cân thôi ạ. Dòng tiên hài nhá. Và tiếp theo ạ, đây chính là hài dâu này, hài dâu này. 150.000 một cân ạ, hàng ngày hôm nay rất đẹp luôn đấy ạ. Đó, nhà em có cả hàng thuần là từ 280 cho đến 300.000 một chậu. Đó, nếu mà chúng ta mua một cân thì có thể thuần được 2-3 chậu rồi ạ. Đây vẫn là chuỗi ngọc này. Và những cái bó long nhãn gia đình em bán 150.000 một bó đây ạ. 150.000 một bó nhá. Và cô chú anh chị nếu mà mua 2 bó thì em sẽ giảm 20.000. Đó. Địa lan
Địa lan bông thường là bông không to lắm, nhưng mà nó được cái là một cái vòi hoa ấy, nó sai ấy, thì rất là nhiều của nhiều nhiều bông nên là nó nhìn rất là đẹp luôn. Đó. Đây đợi em sẽ đi sang bên này để em quay hàng thuần cho cả nhà luôn. Đó. À, hàng thuần đấy ạ. Đây là những cái chậu kiếm lễ hội của gia đình em này. Đó. Những cái chậu kiếm này thì em bán giao lưu với cả nhà là 200 nghìn một chậu. À, chưa bao gồm cái bình này đâu nhá. Nếu mà cô chú anh chị lấy cái vỏ này thì sẽ thêm 20 nghìn nữa. Đó là 220 nghìn. Đó. Còn đây là hái dâu này. Đây là hái dâu 280 nghìn một chậu này. Xinh quá là xinh luôn ạ. Hoa hái dâu nở được khoảng tầm 2 đến 3 tháng. Đó. Xinh quá là xinh. Đó. À, ngoài ra thì nhà em còn có những cái chậu trầm này, hạc vĩ này. Nói chung là nhiều lắm. Cô chú anh chị nếu mà muốn sưu tầm loại gì thì hãy cứ inbox cho em và em sẽ chụp ạ. Đó, rất nhiều hàng luôn. Và sáng bạn gửi cho mình 1 kg về Vũng Tàu được không? À, Nguyễn Phụng ơi, em gửi được nhá, em vẫn gửi suốt mà. Đó, cả nhà có nhìn thấy nhiều không ạ? Sắp thành hai hàng rồi. Đó. Và đây chỉ là những cái đơn mà trong buổi sáng thôi và còn chưa đóng xong đấy ạ. Thì lát nữa em sẽ lại chốt đơn và buổi chiều ngày hôm nay thì em sẽ đóng hàng gửi cho tất cả các cô chú anh chị luôn. Những cái đơn hàng từ tối hôm qua cho đến 9 giờ sáng ngày hôm nay thì em đã gửi, em đã in đơn hết rồi. Và bắt đầu từ từ 10 giờ, từ 9 giờ đổ đi là em sẽ dành cho đơn buổi chiều. Và ngày hôm nay thì dự kiến là sẽ hết những cái đơn, hết hàng ngày hôm nay luôn đấy ạ. Và cô chú anh chị nào muốn sưu tầm cho mình những cây lan đẹp, những giò lan khỏe nữa thì hãy cứ inbox trực tiếp vào cho em ạ. Đó thì cả nhà nếu mà muốn sưu tầm cho mình những cây lan đẹp, những giò lan khỏe thì hãy cứ inbox trực tiếp vào cho em nhé. Nói chung là hàng thì rất là nhiều, nhưng mà đơn hàng thì cũng rất là nhiều luôn nên là hàng ngày hôm nào là hết hàng ngày hôm đó luôn, nên là cô chú anh chị nếu mà xem mà em có mặt hàng nào mà chúng ta ưng ý ấy, thì chúng ta hãy đặt luôn ạ, hãy đặt luôn và em sẽ gửi cho cả nhà luôn ạ. 1 kg hái dâu với 1 kg địa lan. À, chị Nguyễn Phụng ơi, chị muốn lấy địa lan Mạc Xuân hay là địa lan Hồng Hoàng ạ? Và mỗi ngày chúng ta phải uống rất là nhiều nước. Trung bình mỗi người 10 cân nhá. Cứ 10 cân thịt là phải uống là 0,4 lít nước. Đấy, ví dụ như Thảo 50 cân chẳng hạn là Thảo phải uống 2 lít nước một ngày. Đây một cái hộp Diệp Lục này. Đó. Và để mà mua cái Diệp Lục này hàng chính hãng nhá thì mọi người hãy truy cập vào cái fanpage mà Thảo vừa mới up link ở trên cái caption mà Thảo đang ghi này đây. Đó. Xin chào chị Ma Hồng Gấm. Xin chào Huy Kiên, xin chào anh Bùi Văn Thắng nhá. Hai loại 1 kg nha. Ok, em sẽ gửi Mạc Xuân này, địa lan Mạc Xuân với lại địa lan Hoàng Hoàng là mỗi thứ một nửa cân nhá. À, dòng này thì trồng cũng rất là dễ thôi mà. Ngoài ra thì gia đình em còn có những cái chậu trần mộng này này. Đó. Ngoài ra thì gia đình em còn có những cái chậu trần mộng như thế này để giao lưu và giới thiệu đến cả nhà đấy ạ. Mỗi những cái chậu trần mộng như này thì gia đình em bán giá từ 2 triệu cho đến 3 triệu một giậu ạ. Đó. Và bây giờ thì cô chú anh chị nếu mà mua thì còn rẻ đấy ạ. Đến khi mà nó ra bông rồi ấy, thì sẽ nhà em sẽ bán theo vòi hoa cơ ạ. Rất nhiều cô chú anh chị khi mà đi lên Cao Bằng chơi có ghé qua thăm mô hình lan của gia đình em thì thường là sẽ mua luôn, mua hàng kg cũng như là những cái hàng thuần đó, cũng là những cái hàng thuần luôn, nên là cô chú anh chị nào mà có dịp mà ghé qua Cao Bằng chơi, đi thác Bản Dốc chơi thì hãy ghé qua gia đình em ra chơi và sưu tầm cho mình những cây lan đẹp nhá. Đấy. Xin chào mọi người. Xin chào Vũ Anh.
Em có cáo nhá anh nhá. Em sẽ nốt cái em sẽ nốt cái số điện thoại của Thảo vào đây để cho cô chú anh chị cùng nhau gọi cho em, hoặc là chúng ta kết bạn Zalo với nhau nhá. Bao nhiêu cân? 50 cân. Bao nhiêu? 50. Em không có cuối tháng 8 đâu ạ. Về á? Anh có ăn cơm à? Gửi về địa chỉ. Thế chiều này ra là anh à? Lát nữa em sẽ gọi điện nhá. Nói chung gọi anh ra hộ đóng hàng à? Anh làm ở đây mà. Anh làm đây mà. Anh á? Ừ. À cô chú anh chị nếu mà sưu tầm mà muốn. Và ai thật. Cái tay vừa cặt cơ lên mày à? Mày đi mà. Sao hôm trước đi về không ngâm luôn? Đi đâu về mà nó bẩn kinh kia. Đi lên núi. Ấy chà. Cái núi đâu? Quảng Nam. Quá là ghê gớm. Nhầm. Của anh á. Em từ thằng cu đi mầm non này chứ. Chưa, đi mầm non thì đã tốt. Cho đi cùng đi lớp ma, lớp mẹ học luôn. Đây, em vừa mới ghi mà số điện thoại của em vào đây rồi. Lát nữa em sẽ gọi điện và em báo giá nhá. Điện lan Hồng Hoàng với điện lan Mạc Quân Tử bằng tiền nhau là 150.000. Mua hai thứ là 150.000, cộng thêm hài dâu 150.000 nữa là 300.000. Chưa bao gồm cước. Đó. Xin chào mọi người. Đó. Thảo nghĩ là chị em phụ nữ hoặc là những anh chị nào mà hay bia rượu ấy thì uống cái này cực kỳ tốt luôn. Uống này không có vị gì đâu. Mà cái bình này nhá, cái bình này Thảo có thể lấy vào trong cái trong tủ lạnh ấy, nó có thể chịu được nhiệt là âm 7 độ cơ và nước nóng là 100 độ, nên là mỗi khi mà Thảo pha cà phê hoặc là Thảo muốn hát một bài cho cả xóm nghe đi em. Anh Phạm, người ta bảo em hát. Không biết hát. Muốn em hát là phải đi quán karaoke, mà đã quán karaoke phải uống rượu thì hát thì mới lên được. Nhà em vẫn hay đi hát mà. Cứ mỗi người làm vài ly rượu vào cửa cổ họng mở ra là bắt đầu hát, bài nào cũng hát được. Hát đây. Xin chào cả nhà. Đây chính là sáp ong. Sáp ong này, sáp ong của Oriflame. Của Oriflame là dùng để không bị nẻ môi này, mềm môi. Bôi son cho nó đỡ bị hại. Đó. Thì cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm cho mình những cái lan đẹp, giò lan khỏe thì hãy ủng hộ Thảo nhá.
Bây giờ Thảo đã live stream được bao nhiêu phút rồi ta? Đẹp nhé, lâu ngày quá. Lâu ngày là sao hả anh Quân Đinh? Hàng thuần thì em chỉ có hàng kiếm này, hái dâu thôi, với lại hạc ví thôi anh ạ. Đó, cả nhà kết bạn Zalo với em theo số điện thoại em vừa mới up lên đây nha. Hàng kg em cũng vừa mới á, Thảo cũng vừa mới up cái video lên trên cái tường của Thảo ấy, thì cô chú anh chị nào nếu mà muốn cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm cho mình những cây lan đẹp ấy, thì hãy có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là inbox trực tiếp vào đây để em có thể gửi cho cả nhà xem, hoặc là xem ở trên tường của em ấy thì hàng ngày em đều có quay hàng. Lâu ngày không gặp em đó anh Quân Đinh. Thế là anh ngày nào em hầu như là em cũng theo, em cũng live stream mà. Thế là anh phải chăm lên Facebook cơ. Hello. Đây rồi, Thảo ơi. Hoa hải dâu à? Đó. Làm gì đó vậy anh? Anh làm lại giúp em đi. Để Thảo đi lấy mặt hoa cho xem. Thảo không biết hát. Đây là không tính cái này nhá cả nhà nhá. Đây là em mà nó bị còn có một bông thôi mà bông ở cao quá Thảo không lấy được, nên là cái này này. Đó cái chỗ này nó bị làm gì ấy. Đây còn lại là không nhìn vào cái chỗ bị ảnh hưởng đấy nhá, thì hoa của nó sẽ như thế này. Hoa của nó nở được khoảng tầm 2 tháng. 3 tháng rồi. 3 tháng á? Được khoảng tầm 3 tháng ấy. Từ lúc đi sân từ lúc đi Sơn La về kìa. Hát một bài cho nghe đi, Thảo có biết hát đâu mà hát. Thảo chỉ biết hót thôi. Đây ạ, hải dâu. Hoa của nó thường là nó sẽ xanh hơn, tại vì cái này là nó bị như này này, nó bị gì ấy. Xong đây nữa, hình như là con gì chích vào ấy. Đây ạ. Đó. Thì bây giờ Thảo sẽ kết thúc video đây. Cô chú anh chị nào mà
Em xin chào anh Nguyễn Ngọc Sếp nhé. Cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm cho mình những cây lan đẹp, những giò lan khỏe nữa thì hãy gọi điện trực tiếp cho em Thảo theo số điện thoại là 0965495087 nhá. Đây, em đã ghi cái số điện thoại của em ở trên này rồi và cái số Zalo của em cũng là số như vậy luôn ạ. Nên là xin chào Hoàng Phi Hồng, thì cô chú anh chị nếu mà nhắn tin vào Facebook của em mà không thể em trả lời thì hãy gọi điện cho em nhá. Em xin kết thúc video đây ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại cả gia đình mình ở video buổi ngày mai nhá. Và cô chú anh chị nếu mà muốn sưu tầm những cây lan đẹp để xem chi tiết hơn thì hãy lướt lên trên tường của em. Em có hàng ngày, ngày nào em cũng quay từng mặt hàng và báo giá từng mặt hàng ở trên cái video của em luôn. Nên là cô chú anh chị nếu mà thực sự yêu hoa lan hoặc là thực sự muốn tìm cho mình một cái nơi cung cấp hoa lan uy tín và nó đẹp chất lượng thì hãy theo dõi em và kết bạn với em nhé. Và bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Xin chào cả nhà mình.